Bắt đầu lan rồi nhá. Bắt đầu đi. Bắt đầu rồi. Cứ mở cái nhà khác đi, nhà này kinh đấy. Bình nhỏ thôi, nó rẻ. Mở nhá. Cả nhà rồi rồi. Bắt đầu, xin chào cả nhà. Lấy Linh. Hà Nội đang mưa, rất là buồn. Nên chém gió với các tình yêu này. Các tình yêu đã ăn cơm chưa? Chào một người đang coi nha. Chào chị Vui. Vui này. Chị thì hôm qua có quà đây nhỉ? Chị gói quà cho chị chưa? Sáng nay em gói quà gọi là cả buổi sáng luôn. Gãy cả tay luôn á chị ạ. Mỏi gói quà gãy cả tay luôn. Chào Hương Tồ nha. Chào Hương Tồ. Chào chị Hồng Hương ạ. Chào chị Hồng Hương. Hello Trung Nguyễn. Chào Hoàng Vương. Mọi người đang tối chưa? Ở nhà mọi người có mưa không? Ở chỗ mình mưa rất là to. Rất là buồn. Mưa buồn lắm. Mọi người vào đây coi và chia sẻ để nhận quà nha. Hôm nay có rất nhiều phần quà cho mọi người nè. Xin chào chị Nguyễn Giang nha. Chị Nguyễn Giang ơi, em gửi quà chị rồi nha. Gửi quà chị rồi đấy. Chị nhớ cơm. Nhớ để điện thoại để nhận quà nha. Hello, xin chào chị Hồng Hương ạ. Đã chia sẻ, em cảm ơn chị Giang nha. Cảm ơn chị Giang nha. Em gửi quà chị Giang rồi đấy. Này chị Lai Áo ạ. Chị ơi, bây giờ hôm nay là chơi mini chơi chơi tặng quà chị nhá. Tí nữa sẽ tặng quà chị. Một lát nữa chị sẽ fly áo thì chú Bùi nhá. Em coi xem chọn được những cái nào thì chọn nhá. Chào Hoài Dũng ạ. Mọi người ơi, mọi người đang làm gì đấy ạ? Mọi người vô nick Thủy Nghĩa để chuẩn bị nhận quà này. Hôm nay nhận quà lớn nhá. Hôm nay tặng quà lớn luôn mọi người ạ. Mưa sẽ sợ quá. Ở đây không có sét đúng không ạ? Ở đây không có sét. Chỉ mưa thôi. Dạ, chia sẻ. Mọi người, từ chiều đến giờ. Mọi người ơi, hôm nay bên nhà Thủy Nguyễn có tặng quà lớn nhá mọi người nhá. Tặng bộ sản phẩm Hoàng Cung này. Tặng bộ sản phẩm Hoàng Cung có giá 1.3 triệu nhá mọi người nhá. Bộ sản phẩm Hoàng hôm Cung. Hôm nay quà gọi là quà rơi vỡ đầu luôn mọi người ạ. Hôm sáng nay mình gửi quà cho mọi người rồi nhá. Mọi người nhớ để điện thoại để nhận quà nhá. Chắc là tầm 3-4 ngày. Ai ở xa quá thì chắc là tầm 5-6 ngày nhận được quà luôn nhá. Chào chị Hồng Hương này. Chị okay, ok chị Hồng Hương nha. Hồng like nhá chị nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giúp mình nên là những quà nào hôm nay em chơi game nhá. Chỉ cần đoán đúng game là có quà mọi người nha. Và mọi người hãy nhanh tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Nhanh tay chia sẻ bài giúp mình nha. Chào chị Ngô Thị Quỳnh nha. Xin chào chị Quỳnh ạ. Chị Quỳnh ơi, chia sẻ bài giúp em đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em đi ạ. Bây giờ em sẽ nói cách chơi game nha. Đây là bộ bài gồm 52 quân mọi người nhá. Bộ bài gồm 52 quân này. Mọi người chỉ cần đoán đúng thôi nhá. Chỉ cần đoán đúng số quân thì mình sẽ được quà nhá mọi người nhá. Và điều kiện là mọi người hãy chia sẻ Facebook, chia sẻ livestream ở nhiệt độ công khai 3 lần. Lên trang cá nhân 3 lần, lên hội nhóm. Bước 2 là nhấn theo dõi Facebook chào. Thủy Nguyễn. Chào chị Bước Hà. 3 là đoán đúng game là có quà nha. Áo len rất là đơn giản. Cảm ơn bạn Hoài Dũng nha. Cảm ơn chị Hương Linh. Đây để ghi bình luận Hương Linh vào cho mọi người cùng biết. Thế ở Hải Dương bao nhiêu lần nhỉ? Chị ơi, ở Hải Dương thì tầm 3-4 hôm thì chị nhận được hàng nhá chị Giang nhá. Hello chị Bo Dương ạ. Mọi người ơi, mọi người vô vào đây ạ. Mọi người tăng anh em vào đây, tăng đồng bọn vào đây để chuẩn bị nhận quà đi ạ. Bây giờ em sẽ bóc một quân bất kỳ nha. Mọi người hãy đoán quân em quân bài này nha. Chỉ cần đoán đúng quân bài là có quà nhá. Đúng rồi. Mọi người ơi, phần quà này, phần quà này là một bộ Hoàng Cung trị giá 1.3 triệu nha mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đây ạ. Bộ Hoàng Cung chính hãng nha mọi người nhá. Bộ Hoàng Cung chính hãng có giá là 1.3 triệu này. Mọi người này, sẽ dành cho chị nào may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Đoán cây lớp hơi nha chị ơi, đoán số. Lớp hơi chị ơi. Chỉ cần chia sẻ 3 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm. Nhấn theo dõi Facebook Thủy Nguyễn và đoán đúng quân bài là sẽ có quà mọi người nha. Quân 6 gần đúng rồi chị ơi. Mọi người nhớ đoán cả chất nha, cả chất nha mọi người nha. Lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý nha mọi người nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ để mình gợi ý nha. Bây giờ đang là 100 lượt coi rồi. Lên 200 lượt coi là mình sẽ gợi ý cho mọi người. Chị Nguyễn Lăng ơi, chị đoán quân bài đi ạ. Mọi người ơi, phần quà này, mọi người lưu ý nhá. Phần quà là bộ Hoàng Cung nhá. Bộ kem Hoàng Cung này, phần quà là quân bộ 8. Kem Hoàng Cung nhá chị nhá. Quân 8 chưa đúng mọi người nha. Chia sẻ cảm ơn bạn Hoàng Cung nha. Em chào chị Hồng Tiên ạ. Chào chị Lan Doan nhá. Chào chị Văn Tuyến ạ. Em chào chị chưa đúng ạ. Năm chưa đúng. Mọi người ơi, mọi người nhớ đoán cả chất nhá. Mọi người nhớ đoán cả chất đi ạ. Thấy mình không? Còn thấy chị Lan Doan nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh tay đi ạ. Còn thấy chị Lan Doan nhá. Mọi người ơi, mọi người đoán này, đoán cả chất nha mọi người nhá. Chất rô. Đoán số và chất nhá. Ví dụ 6 rô thì mọi người phải comment là 6 rô, 6 rô nhá. 6 rô. Đoán thoải mái luôn nhá chị nhá. Đoán thoải mái luôn nhá. Đoán thoải mái luôn, chất cơ. Mọi người ơi, mọi người đoán số và chất nhá. Mọi người đoán cả số cả chất ạ.
cả chất cả số luôn mọi người nha. Lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý mọi người nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Nhanh tay chia sẻ bài để mình gợi ý nhá. Mọi người ơi, mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Phần quà này, phần quà này. Phần quà là một bộ kem Hoàng Cung chính hãng nhá, có giá là 1.3 triệu này mọi người này. Mọi người này, 10 test chưa đúng mọi người nha. 10 test chưa đúng ạ, 10 test chưa đúng ạ. 8 nhét chưa đúng ạ, 8 nhét chưa đúng nhá mọi người nhá. Lên 100 lên 200 người em sẽ gợi ý đấy. Lên 100 người thôi. Lên 100 người. Lên 100 người, 10 cơ chưa đúng cô Hoa ơi, 10 cơ chưa đúng. Em có 7 cơ chưa đúng ạ. 7 cơ chưa đúng nhá. 7 cơ chưa đúng, 6 test chưa đúng ạ. Lên 100 người em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. Lên 100 người em sẽ gợi ý. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình nha. Lên 100 người em sẽ gợi ý nhá các chị nhá. 6 test chưa đúng ạ. 6 test chưa đúng nhá. 6 test chưa đúng đâu ạ. Mọi người ơi được comment 9 rô chưa đúng ạ. 2 cơ chưa đúng, 2 cơ vẫn chưa đúng ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Mọi người ơi được comment không giới hạn nên mọi người thỏa thích đoán nhá. 10 cơ chưa đúng, 10 cơ chưa đúng. Phần quà là một bộ Hoàng Cung này, chị đóng 1.3 triệu này, các chị nhìn thấy không ạ? Không đấy chị ơi. 7 rô chưa đúng nha. 7 rô chưa đúng ạ. Phần quà là bộ Hoàng Cung nhá, hoặc là có thể là một bộ quần áo lanh nhá. Mọi người hãy comment là đã chia sẻ kèm theo số bài và quân bài nha. Ba bích chưa đúng, ác cơ chưa đúng ạ. Ba bích Cam Đặng ơi, mình gửi hàng và gửi quà cho bạn rồi nha. Ba bích chưa đúng ạ. Ác cơ chưa đúng nha. Ba bích chưa đúng ạ. Mọi người hãy chia sẻ bài giúp mình đi ạ. 3 lần hội nhóm 3 lần. Có một bạn đúng rồi này. Ôi đâu rồi? Bạn ấy đâu rồi? Ad cơ chưa đúng. Hương Cam Đặng đúng rồi nha, ba bích đúng rồi này. Ba bích đúng rồi nha, ba bích đúng nha. Bạn Hương Cam Đặng có món quà ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ chơi trò game tiếp theo nha. Ba bích đúng rồi ạ. Chị Hương Cam Đặng ơi, ba bích đúng rồi, thì nữa chị nhắn tin qua Messenger cho em nhá để em kiểm tra xem là chị đã đủ chia sẻ đúng chưa nhá. Chị Hương Cam Đặng ơi, thì nữa chị nhắn tin qua Messenger cho em nhá. Nhắn tin qua Messenger cho em. Rất là may mắn này, hôm nọ có quà phần rồi quà hôm nay thế, lại đúng có quà tiếp. Hương Cam Đặng quá là may mắn luôn nhá. Rồi bây giờ em sẽ đổi cây nhá. Em Cam Đặng ơi, khi nào mà bạn về thì nhắn tin cho mình thì mình gửi quà nhá. Ba bích nhá, chị Hương Cam Đặng là đoàn đúng này, ba bích. Tí nữa chị Hương Cam Đặng nhắn tin qua Messenger cho em nhá. Nhắn tin qua Messenger cho em nhá chị nhá. Thằng nào nhắc con này trong là chặn luôn này. Mất dạy đấy nhỉ, con bầu hồ đầy bồi thì mất dạy đấy. Chặn bây đây. Giờ em sẽ đổi cây nha các chị nhá. Không chặn được cái này. Chặn luôn này. Ai mất dạy mình chặn luôn nhá, đỡ mất thời gian. Nhưng con người vô ý thức em sẽ chặn luôn nhá mọi người nhá. Những con người vô ý thức sẽ chặn luôn ạ. Bây giờ chơi tiếp theo nha. Bây giờ em sẽ bóc một cây tiếp theo này mọi người này. Em sẽ bóc một cây tiếp theo nha mọi người đoán đi ạ. Rồi, chị Hương Đặng ơi thì nữa nhắn tin qua Messenger cho em nhá. Chụp ảnh màn hình. Thì tổng công mình đi. Ok em chặn bạn ấy rồi ạ, chị Hoa Vương nha. Mọi người đoán đi ạ. Game tiếp theo đi ạ. Mọi người đoán game tiếp theo đi ạ. Mọi người nhìn ra chia sẻ bài giúp mình nha. Chỉ cần lên 100 mắt thì mình sẽ gợi ý nha. Chỉ cần chia sẻ nhấn theo Facebook Thử Nguyễn này và đoán đúng là có quà nha các bạn nha. Đoán đúng là có quà mọi người này. Hai cơ là có quà, chưa đúng nha. Hai cơ chưa đúng này, ba bích chưa đúng này. Mọi người chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Chia sẻ bài nhận được quà nha. Mọi người hãy comment đã chia sẻ kèm theo số quân bài nha. 9 cơ chưa đúng ạ. 7 cơ chưa đúng nhá, lên 100 người. Mọi người chia sẻ lên 100 người đi ạ. Trên một lên 100 người em sẽ gợi ý nhá chị. 6 bích chưa đúng ạ. 6 bích chưa đúng các chị nhá, 6 bích chưa đúng ạ. Lên 100 người thì em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. 8 bích chưa đúng. Bây giờ 94 người rồi, chỉ cần 10 người nữa thôi là sẽ gợi ý mọi người nha. Ad bích chưa đúng ạ, ad bích vẫn chưa đúng nhá. 8 test là gần đúng nhá, 8 test là gần đúng. 8 chưa đúng, 5 nhét chưa đúng chị Lê Thơm ơi. Cố lên ạ, ad cơ chưa đúng mọi chị Nguyễn Hạnh nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Ad rô chưa đúng ạ, mọi người cố lên gần đúng rồi. 4 cơ chưa đúng, ad cơ chưa đúng chị Hồng Tiên ơi chưa đúng ạ. 7 gì ạ, 7 cơ chưa đúng chị Lê Thơm ơi chưa đúng ạ. Mọi người được comment. Được comment vô giới hạn nhá. Comment không giới hạn. Thằng mất dạy này, chặn luôn này. Gì? Thằng 7 thằng mất dạy nhỉ. Con người vô ý thức. Chặn luôn. Ai vô ý thức mình chặn luôn nhá. Tại vì mình không muốn nó bệnh một chút nào cả. Chị Lê Ngọc chưa đúng nhá. Chị Lê Ngọc ơi 4 rô chưa đúng. Chị Hồng Tiết là 2 bích chưa đúng ạ. Mọi người cố lên. Hoài Dũng 8 rô chưa đúng đâu ạ. 7 rô chưa đúng. Chị Thương Nguyễn ơi 7 rô chưa đúng. 2 test chưa đúng ạ. Mọi người nhanh tay đi ạ. Sở hữu một bộ Hoàng Cung này. Trò chơi rất là đơn giản thấy em không? Có thấy chị Lan Doan nhá. 2 bích chưa đúng ạ. 2 bích chưa đúng. Mọi người ơi cố lên 100 người. Cố lên 100 người em sẽ gợi ý nhá. Lên 100 người em sẽ gợi ý này. Hồng Dũng chưa đúng ạ. Mọi người nghe đây chia sẻ chưa bài đúng, đi ạ. 3 chị Thanh Hà ơi. 4 bích chưa đóng.
Chưa đúng ạ, 8 cơ chưa đúng, 10 do chưa đúng, quy bích chưa đúng ạ, 9 bích chưa đúng ạ. Rất là đơn giản mọi người này, rất là đơn giản nhá. 9 cơ chưa đúng ạ, 9 cơ chưa đúng gần đúng rồi. Cố lên nào gần đúng rồi ạ. Di bích chưa đúng chị Lê Thơm ơi, di bích chưa đúng đâu ạ, di bích chưa đúng ạ. Di bích chưa đúng, di rôi chưa đúng, chị gợi ý cho mọi người đi này, hơn 100 người xem vậy, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Chín tép chưa đúng, chín tép gần đúng rồi, di cơ chưa đúng ạ. Cái con số này là sẽ nhỏ hơn, à lớn hơn số 5 nhá. Con bài này lớn hơn số 5 ạ, lớn hơn 5. Các chị ơi, lớn hơn 5 này, các chị lưu ý nhá. Lớn hơn 5, chín rôi chưa đúng ạ. Nhỏ hơn, lớn hơn 5, lớn hơn 5 mọi người. Nhỏ hơn 12 nhá, nhỏ hơn 12. 3 cô chưa đúng gì lớn đấy, hơn năm nha, lớn hơn năm mọi người ơi. Bạn gái ơi, lớn hơn năm các bạn nhá. Chị nào thích tặng áo thì em tặng áo nhá. Bài này lớn hơn năm mọi người nha, lớn hơn năm ạ. 10 tép đúng rồi bạn ơi. 10 tép đây, bạn Hồng Tuyết đúng rồi. Ơ không, Hoài Dũng lần trước, Hoài Dũng trước này. Mọi người em sẽ tính theo máy chủ của em nhá. Đây ạ, à, em nhìn thấy bạn Hoài Dũng là đoán đúng nhá. Có rất nhiều người đoán đúng nhưng mà bạn Hoài Dũng là bạn đoán đầu tiên nhá. Nên đúng rồi, này sẽ tặng cho bạn Hoài Dũng nhá. Đây là 10 tép này ạ. 10 tép đúng nhá chị nhá. Rồi bạn Hoài Dũng nhắn tin cho mình vào địa chỉ vào Messenger cho mình để mình tặng quà nhá. Bạn Hoài Dũng là đúng rồi ạ. Bạn Hoài Dũng là đúng rồi nhá. Hoài Dũng nhớ làm đủ các bước nha. Nhấn theo dõi Facebook Tử Nguyễn và chia sẻ 3 lần lên nhóm, 3 lần lên trang cá nhân để nhận được quà nha. Mời với bạn Hoài Dũng là đúng rồi. Bây giờ em sẽ bốc một con số nữa nhé các chị nhá. Bây giờ mọi người chỉ cần chia sẻ bài là sẽ có quà nhá. Bây giờ mọi người hãy chia sẻ bài đi ạ. Hãy chia sẻ bài cho mình đi ạ. Bây giờ mình chơi game khác nhá. Bây giờ em sẽ rút một cây nữa này. Rút một cây nữa. Mọi người lên đây chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Chia sẻ bài lên 150 lượt xem mình sẽ gợi ý tiếp nha. Đây nhá. Chơi cây tiếp theo này mọi người này. Chơi tiếp theo nhá. Chơi số tiếp theo. Mọi người hãy comment là đã chia sẻ kèm theo quân bài nha, để mình biết là mọi người đã chia sẻ rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người nhớ làm đủ các thao tác để nhận quà nhá. Mọi người mà không làm đủ các thao tác thì sẽ không được nhận quà đâu ạ. Thao tác rất là đơn giản, chia sẻ lên trang nhóm 3 lần, trang cá nhân 3 lần và ấn theo dõi nick Facebook Thủy Nguyễn mọi người nhá. Mọi người nhớ làm đủ thao tác để nhận quà nhá mọi người nhá. Mọi người nhớ nhá. Ôi sao dễ đây. Lỡ. Chị đang đoán đúng rồi, chị đang ơi. Siêu đấy. Trời ơi. Chị đang có quà đúng không? Đây là quà tiết này. Hai món quà liền này, quá là nhanh quá nguy hiểm luôn này. Chị đang quá nhanh quá nguy hiểm luôn nhá. Chị đang quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Tám cơ lật ra đi chị. Chị ơi, chị nhớ chia sẻ bài cho em nhá. Làm đủ 3 bước có quà nhá. Mọi người ơi, ai đoán đúng rồi thì mọi người nhớ chụp ảnh màn hình này, sau đó gửi qua Messenger cho em để nhận quà nhá. Chia sẻ nhiều nhóm rồi. Ok chị, ok chị Hoài Dũng tìm nữa nhắn tin qua Messenger cho em nhá. Chị Nguyễn Giang nhắn tin lại địa chỉ cho em để em gửi quà nhá. Tám cơ, chị Nguyễn Giang bảo đoán đúng rồi. Bây giờ em tiếp theo. Game tiếp theo nhá. Cảm ơn chị Ngọc Lan Doan nha. Ở đây có nhìn thấy không mà mọi người đoán nhanh thế nhỉ? Mọi người mất thần thế nào ấy. Còn đứng liên tiếp luôn. Mọi người đoán tiếp đi ạ, mọi người đoán tiếp đi ạ. Phần quà có thể là một bộ hoàng cung hoặc là một bộ bộ danh thái nhá mọi người nhá. Rất nhiều phần quà này mọi người luôn này. 10 rô chưa đúng chị nha. 10 rô chưa đúng, 10 rô chưa đúng. Lên 200 lượt coi em sẽ gợi ý nha mọi người nha. 150 thôi. Mọi người ơi, lên 150 người xem em sẽ gợi ý nhá. Và mọi người nhớ làm đủ các thao tác này. Mọi người nhớ làm đủ các thao tác nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần, chia sẻ lên hội nhóm 3 lần và ấn theo dõi nick Facebook Thủy Nguyễn nhá mọi người nhá. Mọi người nhớ làm đủ thao tác để nhận quà nhá. Mọi người không làm đủ thao tác sẽ không được quà đâu ạ. 4 giờ chưa đúng Hoài Dũng nhá. Chị ơi, tặng bộ Lanh Thái này. Tặng bộ Lanh Thái nhá. Hoặc là kem hoàng cung. Tặng bộ Lanh Thái nhá. Hoặc là kem hoàng cung này. Tìm hoặc là một bộ kem hoàng cung chính hãng nhá. Bộ kem hoàng cung chính hãng là bên chị Thủy Nguyễn có đang bán và đang sử dụng nhá. Đây ạ. Chi tép chưa đúng này, ca rô chưa đúng này, 4 cơ chưa đúng mọi người nha. Mọi người nhìn thấy phần quà không ạ? Nên 150k mình sẽ gợi ý nha mọi người nha. Đây 150 nhá. Một bộ kem hoàng cung đây ạ. Ok, bây giờ mình gợi ý nhá. Bây giờ đủ 150 thì xem mình gợi ý này. Quân bài này có màu đen nha. Quân bài màu đen mọi người ơi. 4 bích chưa đúng. Quân bài màu đen. Quân bài màu đen mọi người nhá. 8T là 8 gì đấy? 8 tép à? 8 gì? 8T là gì chị ơi? 8 rô chưa đúng nha. Mọi người phải ghi rõ ra nhá mọi người nhá. Mọi người phải ghi rõ ra. Ghi rõ ra mọi người nha. 6 tép chưa đúng. 9 cơ chưa đúng ạ. Mọi người ơi, chất này màu đen mọi người nhá. Màu đen ạ. 7 cơ chưa đúng. Gợi ý nhanh thì mọi người đoán đúng nhanh thì nhận được quà nhanh nha. 9B là 9 bích chưa đúng ạ. 9 bích chưa đúng ạ. Lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý tiếp theo nha mọi người nha. 9T chưa đúng nha. 9T là gì? 9T
Mọi người 10 cơ chưa đúng này, mọi người ơi, màu đen nhé, quân bài màu đen nha, 2 bích chưa đúng ạ. Lên 200 lượt coi mình sẽ gửi chi tiết nha. 6 tép chưa đúng nha, mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình nha. Chỉ cần chia sẻ 3 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm và những thời gian Facebook thì Nguyễn là nhận được quà nha. Atep chưa đúng 7 bích, gần đúng rồi này. Atep chưa đúng nè. Atep chưa đúng. Chưa đúng, chưa ai đúng. 8 bích chưa đúng. 8 bích 10 10 bích chưa đúng. Chưa đúng. Mọi người cố lên gần đúng rồi ạ. 9 bích chưa đúng chị Loan Loan ơi. Mọi người cố lên 3 bích chưa đúng ạ. 3 bích chưa đúng, 8 tép. 8 tép. 8 tép đúng rồi đúng không? 8 tép đúng rồi. Lật ra luôn đi chị. Ôi nhiều người là đúng quá. Em ơi, chị Nguyễn Hạnh nhá. Em ghi chị Nguyễn Hạnh này. Đây Nguyễn Hạnh rồi còn gì? Chị Nguyễn Hạnh là Hồng Tuyết, em xin lỗi chị Hồng Tuyết ạ, là đúng nhá. Mọi người nhìn tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Mọi người lưu ý nhớ chia sẻ bài giúp mình là mình bất kỳ nhận quà nha. Chị Hồng Tuyết ơi, chị đoán là đúng này. Chị chụp ảnh màn hình sau đó gửi qua Messenger cho em nhá, để em kiểm tra xem là chị đã đủ làm đủ các bước chưa nhá, chị Hồng Tuyết nhá. Chị Hồng Tuyết nhắn tin qua Messenger cho em để nhận quà này, và nhớ chụp ảnh màn hình để cho em kiểm tra xem là chị đã chia sẻ và làm đúng thao tác chưa chị nhá. Chị Hồng Tuyết nhá. Những ai đã chia sẻ thì mọi người hãy comment cho mình đã chia sẻ để mình biết là mọi người đã chia sẻ bài giúp mình nha. Đây ạ. Phần quà là một bộ lanh thái này. Phần quà là bộ lanh thái. Bây giờ mình chơi tiếp nha mọi người nha. Chơi tiếp này. Mọi người đoán đi ạ. Mọi người đoán đi mọi người ơi. Lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý ạ. Lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý này. 7 tép chưa đúng nha, 8 tép vẫn chưa đúng ạ. Lên 200 lượt coi mình sẽ gửi tiếp nha. 10 tép chưa đúng này, 9 cơ chưa đúng này. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. 9 cơ chưa đúng mọi người ơi. Nhanh tay chia sẻ bài giúp mình nha. Chỉ cần lần làm đủ 3 bước là có quà này. Chia sẻ bài lên trang cá nhân 3 lần, 3 lần lộ nhóm và nhấn theo dõi Facebook Thùy Nguyễn này. Và đoán đúng là có quà nha. 9 cơ chưa đúng này, 6 tép chưa đúng, 4 cơ chưa đúng, lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý nha mọi người nha. 7 cơ chưa đúng này. Mọi người nhanh tay chia sẻ cứ bài giúp mình đi ạ. 2 cơ chưa đúng ạ. 9 bích chưa đúng nha mọi người nha. 6 cơ chưa đúng, 4 cơ vẫn chưa đúng này. 160 lượt coi mọi người ơi, cố lên mọi người, cố lên 200 lượt coi mình sẽ gợi ý nha mọi người nha. 2 bích chưa đúng này, 3 cơ chưa đúng nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình nha. Mọi người mỗi lần 200. Chỉ cần nhấn thêm một nút chia sẻ nữa thôi là sẽ được 200 lượt coi. Bây giờ đang là 176 lượt coi rồi. Ê chào anh Việt. Đó, mỗi người chỉ cần một lần ấn chia sẻ là lên được 200 nha mọi phần người. Phần chơi rất là dễ luôn mọi người nhá. Đang hiện tại đang là 195 người coi. 6 tết chưa đúng ạ, 6 cơ chưa okay, đúng. Ok, đã được 200 lượt coi rồi, bây giờ mình gợi ý nha. Gợi ý có thôi mà. Quân bài này là màu đỏ mọi người nha, quân bài màu đỏ này. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình nha. 9 cơ chưa đúng này, 4 bích chưa đúng, 10 cơ chưa đúng nha mọi người nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Chỉ cần chia sẻ bài là sẽ được gợi ý nha. Ca cơ chưa đúng này, 3 rô gần đúng rồi này. Sao vẫn được quà. 10 rô chưa đúng chị nha. Hello chị Thảo. 2 test chưa đúng, chị Hoài Dũng ơi, 2 test chưa đúng, 7 test chưa đúng ạ. Rồi lên 250 là coi mình sẽ gợi ý tiếp nha. Mỗi người chỉ cần nhấn thêm một nút chia sẻ nữa thôi là lên được 250 lượt coi. Bây giờ đang là 191 lượt coi rồi. Chỉ cần mỗi người nhấn thêm một nút chia sẻ nữa thôi là lên được 250 lượt coi. Mọi người đừng tiếc cái nút chia sẻ đi ạ. Mỗi người chỉ cần 9 tép chưa đúng ạ. Chỉ cần chia sẻ một lần nữa là được 250 lượt coi nha. Mình sẽ gửi tiếp theo ạ. Quân bích chưa đúng chưa các chị? Chị Loan Loan ơi, 4 tô chưa đúng, 2 tô chưa đúng ạ. Mọi người ơi, nhanh lên 200 lượt xem em sẽ hả? Em sẽ gợi ý nha mọi người nhá. Lên 200 lượt xem thì bọn em sẽ gợi ý ạ. 3 rô chưa đúng nha chị nhá. 6 rô chưa đúng đâu ạ. Và mọi người nhớ làm đủ thao tác để nhận quà nhá. Mọi người nào không làm đủ thao tác sẽ không được nhận quà đâu ạ. Mọi người nhớ làm đủ thao tác này, chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần và chia sẻ lên hội nhóm 3 lần và ấn theo dõi đích Facebook Thủy Nguyễn nha mọi người nhá. Ca rô chưa đúng ạ. Chưa đúng, 4 cơ chưa đúng okay, ạ. Ok, 200 lượt coi rồi ạ, để mình gợi ý nhá. Quân bài màu đỏ. Quân bài màu đỏ mọi người nhá. Lên 250 lượt coi mình sẽ gửi 8 tép chưa đúng ạ. 8 tép chưa đúng ạ. Mỗi người chỉ cần 6 cơ chưa đúng ạ. Mỗi người chỉ cần nhấn một nút chia sẻ thôi là lên 250 lượt coi. 6 cơ chưa đúng, 4 cơ chưa đúng. Chị Hồng Tiết ơi, cố lên để nhận một phần quà nữa nha chị Hồng Tiết nhá. 9 chuồn là 9 gì ạ? 4 cơ chưa đúng ạ. Không biết. 2 cơ chưa đúng chị Lan Gian ơi, 8 cơ chưa đúng ạ. Chưa đúng, 3 cơ chưa đúng. Cố lên ạ, gần đúng rồi, 6 cơ gần đúng rồi mọi người cố lên. 200 rồi gợi ý là cây màu đỏ nha mọi người nhá. Gợi ý là cây màu đỏ ạ. 8 nếp chưa đúng nha mọi người nhá. 9 dâu chưa đúng đâu ạ. Lên 250 lượt coi mình sẽ gợi ý tiếp theo mọi người nhá. Áp mỗi người chỉ cần nhấn thêm một nút chia sẻ thôi là lên 250 lượt coi mọi người ơi. Chất này có màu đỏ nhá mọi người nhá. Chất này có màu đỏ. Chào chị Tuấn Tú ạ.
hai rồi. Đi rồi chưa đúng mọi người, chắc phải có màu đỏ 5 rô chưa đúng chị Hạnh ơi, cố lên. Cố lên, em chào Hiệp Ly nhá, 3 rô chưa đúng mọi người nhìn thấy không ạ? Phần quà là bộ hoàng cung nhá. Phần quà là bộ hạnh kem hoàng cung có trị giá là 1.3 triệu này mọi người nhìn thấy không ạ? Chị Nguyễn Thảo, em chào chị Nguyễn Thảo ạ, đây ạ. Một bộ kem hoàng cung có giá là 1.3 triệu nhá. Phần quà là bộ kem hoàng cung có giá là 1.3 triệu này mọi người có nhìn thấy không ạ? Bộ này bên nhà em đang bán và nhà em cũng đang sử dụng nhá. Vịt da đen. Em chào anh vịt da đen. Hai cơ chưa đúng này. Hai cơ chưa đúng. 4 cơ chưa đúng ạ. 8 cơ chưa đúng nhá mọi người nhá. 5 cơ chưa đúng đâu ạ. 6 cơ chưa đúng, mọi người ơi cố lên, gần đúng rồi mọi người cố lên đấy ạ. Lại tụt người xem rồi mọi người chia sẻ cho lên 200 người xem đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 người xem đi ạ. 9 cơ chưa đúng. Hello, chào Hiệp Ly, chào anh Hiệp Ly. Chào không. Hiệp Ly nha. 8 cơ chưa đúng ạ. Em chào chị Thanh Phạm ạ. 9 cơ chưa đúng chị Lan Lan ơi, 9 cơ chưa đúng, 3 cơ cũng chưa đúng nhá chị nhá. Mọi người cố lên, 9 cơ chưa đúng anh. 9 cơ chưa đúng Hoài Dũng, 10 cơ chưa đúng ạ. Lên 200. Mọi người ơi lên 200 đúng rồi, xem. Đúng đâu? Rồi này. Rồi, Hương chị Cam Nặng lại có quà rồi. Hôm nay có 2 món quà liền nhá. Quá may mắn luôn. Hương Cam Nặng là một người may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay, nhận được 2 phần quà liên tiếp. Rất là may mắn. Chúc mừng bạn Hương Cam Nặng nha. Chị Hương Cam Nặng ơi, tí nữa chị nhắn tin qua Messenger cho em này. Chụp ảnh màn hình để em kiểm tra xem chị làm đủ các bước chưa nhá, chị Hương Cam Nặng nhá. Rồi bây giờ em sẽ rồi, bây giờ chị làm khác đi, chị trò chia sẻ đi. Ai chia sẻ mình sẽ ghi một phiếu bốc thăm này. Phiếu thăm nhá. Rồi bây giờ em sẽ chia sẻ. Ai vào xem em sẽ ghi phiếu bốc thăm nhá. Ai vào xem em sẽ ghi phiếu bốc thăm mọi người nhá. Mọi người comment gì đấy đã chia sẻ để được nhận một phiếu nhá. Phần quà sẽ là một bộ áo lanh hoặc là một bộ kem hoàng cung. Kem hoàng cung trị giá 1.3 triệu nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ ghi phiếu nhá mọi người nhá. Bây giờ em sẽ ghi phiếu ai này. Đã chia sẻ thì mọi người hãy comment phía dưới là đã chia sẻ 3 lần để được một phiếu quà nhá mọi người nhá. Bây giờ chơi game khác rồi nha. Bây giờ có bút được rồi. Chuyển game mới nhá mọi người nhá. Chuyển đấy. Game mới này. Mọi người comment là đã chia sẻ để mình ghi phiếu nào. Đây ạ. Mọi người nhìn thấy bộ kem hoàng cung của em không? Đây. Ok, Nguyễn Hạnh này, Nguyễn Hạnh một phiếu này. Chị Nguyễn Hạnh một phiếu nhá, Nguyễn Hạnh này. Ok, bạn Bảo Anh một phiếu này. Em ghi cho. Bảo Anh một phiếu. Hương Cam Nặng rồi, chị Bảo Anh có phiếu ạ. Chị Bảo Anh có phiếu nhá. Bảo Anh có phiếu này. Hoài Dũng có phiếu này. Đây ạ, em sẽ gấp rất nhỏ lại và sẽ không ai nhìn thấy tên gì đâu ạ. Sẽ không chơi ăn gian chơi bẩn đâu nhé mọi người nhá. Em sẽ gấp nhỏ này và không chơi lận được đâu ạ nhá. Mọi người nhá, đây ạ. Hạnh Gà, chị Hạnh Gà có phiếu nhá. Chị Hạnh Gà có phiếu. Chị Thương Nguyệt có phiếu ạ. Chị Hạnh Gà một phiếu này. Ngọc Lan Doan một phiếu này. Em ơi đã chia sẻ rồi, chị Nguyễn Đường có phiếu ạ. Em sẽ gấp nhỏ này là sẽ không nhìn thấy gì nhá. Sẽ không chơi bẩn được đâu nhá mọi người nhá. Đây ạ, sẽ không ăn gian và không chơi bẩn được đâu ạ. Nguyễn Hạnh một phiếu này. Chị Nguyễn Hạnh ạ. Rồi chị Nguyễn Hạnh có phiếu ạ. Chị Nguyễn Hạnh. Chị Nguyễn Hạnh có phiếu nhá. Rồi chị Trang Phương có phiếu nhá. Chị Trang Phương có phiếu nhá. Rồi chị Hoài Dũng có phiếu ạ. Chị Hoài Dũng có phiếu ạ. Chị Thắm Nguyên phiếu này. Chị Hoài Dũng. Mọi người ơi, mọi người comment đã chia sẻ nhá. Mọi người comment này đã chia sẻ em biết ạ. Em ơi chị, rồi chị Nguyễn Đường nhá. Chị Nguyễn Đường có phiếu. Nguyễn Đường có phiếu này. Ai cho phiếu thì mọi người comment lên để mình ghi phiếu nào. Chị Nguyễn Đường có phiếu nhá, đã chia sẻ rồi. Ok, chị Hoài Dung đã có phiếu rồi ạ. Chị Hồng Tuyết có phiếu nhá. Chị Hồng Tuyết có phiếu. Chị Hồng Tuyết có phiếu ạ. Hôm nay chơi game vui ghê. Hôm nay chơi game. Hôm nay Hương Cam Nặng quá may mắn luôn nhá. Nhận được 2 phần quà liền. Đây mọi người ơi, em sẽ gấp rất là nhỏ nhá. Sẽ không. Đây ạ, em sẽ gấp 4 gấp 5 lần rất là nhỏ luôn ạ. Chế sẽ nào? Không chơi ăn gian được đâu ạ. Sẽ không chơi ăn gian được nhá mọi người nhá. Chế nào rồi. Đọc tên thì comment lại để ghi phiếu nhá. Chị Trình Công có phiếu nhá. Chị Trình Công có phiếu ạ. Trịnh Công đúng không? Trịnh Công. Trịnh Công có phiếu nhá. Bao nhiêu lắm là được. Chị ơi chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần, chia sẻ lên hội nhóm 3 lần và ấn theo dõi nick Facebook Thủy Nguyễn là có phiếu nhá. Rồi. Rồi chị Lê Thảo có phiếu này, chị Lê Thảo có phiếu. Chị Lê Thảo có phiếu nhá. Rồi chị Công Lan Thảo có phiếu rồi nhá. Chị Hồng Tuyết có phiếu rồi nhá. Rồi chị Ngọc Quyến có phiếu này. Chị Ngọc Quyến có phiếu này. Trần Ngọc Quyến, Quyến này có phiếu này. Chị Ngọc Quyến có phiếu nhá. Đây ạ, gấp rất là nhỏ luôn. Sẽ không nhìn thấy tên ai đâu nhá. Tí nữa bốc ai may mắn thì em sẽ bốc chúng thôi ạ. Và mọi người nhớ ở lại đến cuối livestream để nhận quà nhá. Rồi chị Lê Thảo có phiếu nhá. Chị Hương Hưng Châu này. Mọi người ơi, phần quà là một bộ kem hoàng cung trị giá 1 triệu 30 nghìn. 1 triệu 300 nghìn nhá.
Vi Vân. Rồi ok, chị Vi Vân còn phiếu nhá, chị Vi Vân. Chị Thủy ơi, xem 10 phút nữa thì bốc thăm nhở. Bây giờ đang là 9:32 này. Lương Hà có phiếu nhá. 5 phút nữa mình sẽ bốc thăm nha, mọi người nhanh lên sẽ bài nha. Rồi, chị Hưng Châu có phiếu này. Chị Hưng Châu có phiếu và em sẽ cấp phiếu rất là nhỏ luôn. Sẽ không ai nhìn thấy tên của ai nhá, sẽ không ai nhìn thấy tên của ai, sẽ không chơi bẩn được này. Chị Thảo Huyền có phiếu nhá, chị Thảo Huyền mọi có phiếu ạ. Mọi người chia sẻ là có phiếu nhá. Nên ai đã chia sẻ rồi hãy comment là đã chia sẻ để nhận được phiếu nhá. Rất là đơn giản nhá mọi người nhá, rất là đơn giản. Ai may mắn thì sẽ có quà thôi ạ. Chỉ cần chia sẻ là sẽ có phiếu ạ. 5 phút nữa mình sẽ bốc thăm mọi người nhá. Chị Lê Ngọc có phiếu nhá. Đó, mọi người ai mới vào thì hãy comment đi ạ. Hãy comment là đã chia sẻ để nhận được phiếu nhá. Chị Hương Châu có phiếu, chị Lương Hà có phiếu này. Chị Lương Hà có phiếu nhá. Chỉ cần chia sẻ là có phiếu. Đúng rồi, chỉ cần chia sẻ là có phiếu là sẽ được nhận quà. Rồi, chị Thùy Trang có phiếu nhá. Dương Thùy Trang. Tên dài quá, Dương Thùy Trang. Chỉ cần chia sẻ là có phiếu mọi người ơi. Chia sẻ là có phiếu. Hiệp Ly có phiếu nhá, Hiệp Ly có phiếu. Nguyễn Giang có phiếu này, Nguyễn Giang có phiếu. Mọi người ơi, hôm nay chỉ có ngày hôm nay duy nhất là được tặng một bộ kem Hoàng Cung có trị giá là 1.300.000 thôi ạ. Chị Lan Giang có phiếu rồi nhá, chị Hưng Châu có phiếu rồi, mọi người nhanh tay chia sẻ ạ. Chị Nguyễn Giang có phiếu rồi nhá, mọi người nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Em cấp cái phiếu rất là nhỏ này, sẽ là không nhìn thấy tên ai đâu ạ, sẽ không nhìn thấy tên ai đâu nhé, nên sẽ không chơi bẩn được nên mọi người yên tâm nhá. Chị Nguyễn Giang có phiếu rồi nhá, Ngọc Lan Giang có phiếu rồi mà. Chị Lương Hà, chị Lương Hà. Chị Lương Hà có phiếu rồi mà, chị Dương Thùy Trang có phiếu rồi, chị Nguyễn Giang có phiếu rồi. Chị Nguyễn Giang đã chia sẻ có phiếu rồi. Ok nhá, chị Ngọc Lan Doan, chị Ngọc Lan Doan này. Mọi người chỉ cần chia sẻ là có phiếu nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Ngọc nhanh Lan tay Giang. Chia sẻ rồi hãy comment phía dưới đã chia sẻ đến mình rồi, phiếu nha. Chị Ngọc Lan Doan ơi, phiếu của chị ở đây này. Phiếu của chị đây này. Nhớ lại đến cuối like nhá, chị Bích Trần có phiếu Bích này. Bích Trần chia sẻ đi ạ. Mọi người hãy comment là đã chia sẻ để nhận được phiếu nha. Chị Bích Trần có phiếu này. Comment là đã chia sẻ để nhận được phiếu này. Rồi ok, chị Bích Trần có phiếu rồi nhá, chị Bích Trần nhá. Chị Bích Trần. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ để lên 200 like đi ạ. Mọi người chia sẻ để lên 200 view đi ạ. Mọi người chia sẻ để lên 200 view đi ạ. Phần quà là một bộ kem Hoàng Cung nhé mọi người nhá. Phần quà là bộ kem Hoàng Cung này. Chị Vũ Ngọc có phiếu rồi ạ. Chị Nguyễn Hạnh có phiếu nhá. Chị Nguyễn Hạnh ạ. Chị Nguyễn Hạnh có phiếu nhá. TK có bài. Chị Nguyễn Hạnh có phiếu ạ. Ngọc Lan Vân có phiếu chị nhá. Chị Nguyễn Hạnh có phiếu nhá. Chỉ cần chia hello, sẻ hello chị Trục Lan ạ. Em chào chị Trục Lan ạ. Mọi người ơi, phần quà bộ kem Hoàng Cung này chỉ có duy nhất ngày hôm nay là phần quà lớn như thế này nhá. Bộ kem Hoàng Cung có trị giá là 1.300.000 đấy ạ. Đây ạ. Ở bên trong đây ạ, mọi người nhìn thấy không ạ? Ở bên trong đây nhá. Ở bên trong đây. Mọi người dưỡng buổi tối cái này rất là ok luôn nhá. Dưỡng buổi tối rất là tốt luôn ạ. Chào bạn Tèo Buồn Tèo Que nha, chia sẻ bài giúp mình nhá. Chỉ cần chia sẻ bài là sẽ có phiếu nha mọi người nha. Hôm trước chị chúng đúng rồi, chị Thắm Nguyễn ơi, chúng quà rồi nhá. Hôm trước chúng quà. Chị đã nhận được quà chưa? Chị Thắm Nguyễn ơi, chị đã nhận quà bên em chưa ạ? Em nhận quà chị rồi nha. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài là sẽ có phiếu mọi người nha. Buồn Vu Vơ, ok, chị Buồn Vu Vơ có phiếu mọi này. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài 3 lần là sẽ có phiếu nha mọi người nha. Chị Buồn Vu Vơ có phiếu nha mọi người, lên 200 view đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 view đi ạ. 5 phút rồi, ok. Liệu Trương rồi. Ghi nốt phiếu này nhé, sẽ bốc thăm nhá. Hồi hộp quá, không biết chị nào được quà đấy ạ. Bây giờ em bốc thăm nha mọi người nha. Mọi người ơi, em bốc thăm em gọi 3 lần nhá. 3 lần mà không có mặt ở đây em sẽ chuyển luôn nhá. 3 lần em gọi mà không có mặt ở đây thì em sẽ chuyển luôn nhá. Chị nữa nhé, ok chị Lan Hà này. Mọi người nhớ này, mọi người nhớ ở đến cuối livestream để nhận quà nhá. Và em có tên 3 lần mà không có mặt ở đây là em sẽ bỏ qua luôn này nhá mọi người nhá. Phiếu thì em đã cấp rất là nhỏ rồi này. Phiếu thì em đã cấp rất là nhỏ rồi. Phiếu là em cấp rất là nhỏ rồi, sẽ không chơi gian đâu. Chị Trần cho bạn chị ok, chị Khánh Trần mọi người chỉ cần chia sẻ bài là có phiếu nha mọi người nha. Chỉ cần chia sẻ bài là có phiếu nên mọi người nhanh tay chia sẻ bài để được phiếu đi ạ. Rất là đơn giản luôn, chào bạn, chào chị Tèo Quê. Có tên chị chưa? Hưng Châu rồi, ok chị Hưng Châu nhá. Chỉ cần chia sẻ bài là có phiếu này mọi người ơi. Nhanh tay chia sẻ bài đi ạ, để nhận được phiếu nào mọi người ơi. Chị Hưng Châu có phiếu này, chị Hưng Châu có phiếu rồi nhá. Mọi người ơi, chia sẻ cho em lên 200 view đi ạ. Lại hụt 168 rồi. Lên 200 mình lên 200 nhá. Mọi người chia sẻ lên 200 view đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 view đi ạ. Một bộ Hoàng Cung đang đợi các chị rước đi này. Một bộ kem Hoàng Cung nhá, một kem Ngọc Hoàng Lan Cung Lan đi ạ. Có phiếu rồi nha. Ngọc Lan Lan có phiếu rồi ạ. Hôm trước chị mua một vé à, nên em gửi cho chị chưa? Chị Lan Hà ơi, em gửi rồi, chắc là 2-3 hôm nữa chị nhận được hàng đấy ạ. Em gửi quà chị rồi, em gửi hàng và quà chị rồi nhá. Chị Lan Hà ơi, em đã gửi quà và hàng cho chị rồi nhá. Chị cần chia sẻ bài là có phiếu nha mọi người nha. Chỉ cần chia sẻ bài là có phiếu. Thảo Nguyên là có phiếu chưa? Chị Thảo Nguyên có phiếu rồi.
Hay mà vui vẻ quá. Em cảm ơn chị Thắng Nguyễn nhá. Đúng rồi, chia sẻ tặng quà cho mọi người vui, cho cả nhà nếu vui luôn ạ. Bốc đi, ok bốc đi nhá. Mọi người nhớ này, em gọi tên 3 lần mà không có ở đây em sẽ chuyển luôn nhá mọi người nhá. Em gọi tên 3 lần mà không có ở đây là em chuyển luôn đấy ạ. Chị Thủy bốc đi này. Xem ai may mắn này. Mọi người gói hồi hộp không? Mọi người gói hồi hộp không? Và mọi người nhớ làm đủ các bước nhá. Mọi người mà không làm đủ các bước là sẽ không được nhận quà đâu ạ. Bạn Lương Hà có đấy không ạ? Bạn Lương Hà đấy ạ. Cho mọi người xem tên đi chị ơi. Lương Hà nha, Facebook Lương Hà được quà nha mọi người nha. Chị Lương Hà được quà này. Lương chị Hà Lương Hà này. Chị Lương Hà có ở đây không ạ? Lần thứ nhất chị Lương Hà có ở đây không ạ? Lần thứ hai chị Lương Hà có ở đây không ạ? Lần thứ ba chị Lương Hà có ở đây không ạ? Em đã gọi 3 lần mà chị Lương Hà không có ở đây nhá. Em sẽ chuyển qua một chị khác nhá. Em sẽ bốc 3 phiếu này. Em sẽ bốc 3 phiếu. Có rồi, chị Lương okay, Hà đây rồi. Lương Hà nha. Em sẽ ghi chị Lương Hà lại. Rồi, chị Lương Hà ơi, tí nữa chị nhắn tin qua Messenger cho em và nhớ chụp ảnh cho em xem nhá. Để em xem chị đã làm đủ các bước chưa nhá. Chị Lương Hà ơi, tí nữa nhắn tin qua Messenger cho em nhá. Và chụp ảnh màn hình cho em này để em kiểm tra xem là chị đã làm đủ các bước chưa nhá. Đã chia sẻ rồi, đã chia sẻ xong. Vậy là chị Lương Hà đã nhận được quà nhé các chị nhá. Chị Lương Hà đã nhận được quà nhá. Chị Lương Hà đã nhận được quà này. Bây giờ sẽ tặng bộ Lanh Hà nhá các chị ơi. Bây giờ sẽ là cái game cuối cùng nha mọi người nhá. Đây là game cuối cùng này. Game cuối cùng nha mọi người nha. Mọi người cuối cùng này. Bây giờ em sẽ tặng Lanh Hà nhá. Lên 300 lượt xem mình sẽ bốc thăm nhá. Lên 300 lượt xem mình bốc thăm này. Đây là cái quà cuối cùng mọi người nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Lên 300 lượt view mình sẽ bốc thăm này. Chưa chia sẻ là chưa có phiếu nha. Bạn Bảo Anh chưa chia sẻ là chưa có phiếu nha. Thôi, rồi ok cho Phương Đông một phiếu này. Chưa chia sẻ thì sẽ không nhận quà được đâu nhá. Em chưa có phiếu. Bây giờ mình ghi lại phiếu nha. Các chị ơi bây giờ là Lanh Thái nhá. Tặng bộ Lanh Thái này. Bây giờ sẽ tặng bộ Lanh Thái nhá mọi người nhá. Đã chia sẻ rồi. Ngọc Hoàng một phiếu này. À Bảo Anh ơi, nếu mà bạn ấy chưa chia sẻ thì nữa chị kiểm tra thì chị sẽ không tặng nhé Bảo Anh nhá. Chị chia sẻ rồi mình tặng quà mà. Dương Thủy Trang rồi. Dương Thủy Trang một phiếu này. Hai chị ấy chưa chia sẻ thì sẽ không có quà nhá. Mình sẽ kiểm tra những bạn nào nhận quà ngày hôm nay, mình sẽ kiểm tra làm đủ bước mới nhận được quà nhé. Bước 1 là chia sẻ bài 3 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm và nhấn theo dõi Facebook thì nguyện, nếu mà làm đủ hai bước đấy nhận được quà. Rồi chị Tèo Quê có phiếu nhá. Còn chị nếu mà không nhận phiếu ạ, không làm đủ thì không nhận được quà nhá mọi người nha. Chị Tèo Quê có phiếu nhá. Chị Tèo Quê có phiếu này. Cảm ơn bạn Trần Quốc Đạt nhá. Nguyễn Thị Huệ này, Nguyễn Thị Huệ lên 300 lượt view mình sẽ bốc quà nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Nhanh tay chia sẻ để được lên 300 để mình bốc okay, quà sớm nhá. Ok, chị Nguyễn Giang có phiếu đấy. Hoàng ơi mở nhạc khác đi cả. Ừ, quá đấy. Đã chia sẻ rồi. Chị Thùy Trang có phiếu nhá. Chị Thùy Trang có phiếu. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Lên 300 lượt view mình sẽ bốc thăm nha. Chị Thùy Trang có phiếu này. Thùy Trang có phiếu này. Hưng Châu có phiếu này. Hưng Châu có phiếu này. Hưng Châu có phiếu nhá. Hưng Châu có phiếu này. Chị nữa. Ok chị Hưng Châu nhá. Hưng Châu có phiếu này. Hoài Dũng có phiếu này. Rồi ok. Đây, phiếu gấp rất là nhỏ nhá, sẽ không nhìn thấy tên ai đâu ạ. Mọi người có nhìn thấy không? Em gấp thành 5-6 lần luôn. Anh ơi, có rất nhiều phần quà nhá. À, bạn ở đây. Hạnh Gà ơi, hôm nay có rất nhiều người đã nhận được quà rồi nha. Từ nãy giờ phải có 5-6 người nhận quà rồi. Đúng rồi, hôm nay có rất nhiều chị nhận quà bên nhà em rồi. Chị Ngọc Quyền, chị Ngọc Quyến có phiếu nhá. Chị Ngọc tính Quyến. Tính sơ sơ được 5-6 người nhận quà rồi mọi người nhá. Lần này sẽ là bộ Lanh Thái nha các chị nhá. Lần này sẽ phần quà sẽ là một những bộ Lanh Thái này. Lên 300 lượt coi mình sẽ bốc quà nha mọi người nha. Mọi người nhanh tay sẻ bài đi ạ. Nhanh tay sẻ bài lên 300 lượt view để em bốc quà nè mọi người ơi. Đó, ai chia sẻ rồi mọi người comment đã chia sẻ nhận được quà nào. Đây ạ. Phần quà là những bộ Lanh Thái nha các chị nhá. Đây ạ. Phần quà là những bộ Lanh Thái, các chị có nhìn thấy không ạ? Những bộ Lanh Thái này các chị này. Đây là hàng đẹp của nhà em đấy nhá. Nhà em đang bán giá 140 đấy ạ. Lanh Thái nhá, đây ạ. Dương Thủy Trang. Dương Thủy Trang có phiếu nhá. Dương Thủy Trang có phiếu. Mọi người chia sẻ lên 200 view đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 view. Dương Lương có phiếu nhá. Dương Lương có phiếu này. Dương Lương có phiếu nhá.
Rồi, đã chia sẻ rồi, chị Dương Lương đã có phiếu rồi nhá. Chị ơi, lên 200 người em sẽ bốc nhá. Lên 200 người em sẽ bốc nhá. Lên 300 người bốc mọi người ơi. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Mỗi người chỉ cần nhấn thêm một nút chia sẻ thôi. Lên 300 lượt coi mình sẽ bốc thăm nha mọi người nha. Lên 300 lượt view mình sẽ bốc thăm ạ. Rồi, chị Dương Lương ơi, chị có phiếu rồi nhá. Chị Dương Lương nhá, chị có phiếu rồi ạ. Đã chia sẻ ok. Mọi người nhớ làm đủ các bước này. Mọi người nhớ làm đủ các bước để nhận quà nhá. Em chia sẻ rồi. Ok chị ơi. Trang ơi, em chị ghi phiếu của em rồi nhá. Chị Lê Ngọc có phiếu ạ. Chị Lê Ngọc có phiếu nhá. Chị Lê Ngọc có phiếu. Hoài Dung có phiếu rồi. Hoài Dung có phiếu, Dương Lương có phiếu rồi ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 người xem đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 200 view đi ạ. Em đã chia sẻ Sơn Nhiên có phiếu. Sơn Nhiên này. Minh Trần này. Sơn Nhiên. Minh Trần chia sẻ bài cho mình phiếu nha. Buồn Vu Vơ có phiếu nhá. Buồn Vu Vơ có phiếu ạ. Buồn Vu Vơ. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Chỉ cần chia sẻ bài là có phiếu, nhưng bây giờ đang là 200 lượt coi rồi. Mỗi người chỉ cần nhấn thêm một nút chia sẻ thôi là lên 300 lượt coi. Chị Đeo Que có phiếu ngay từ đầu rồi nhá. Lên 300 lượt coi mình sẽ bốc thăm nha. Thì Trang ơi, em có phiếu rồi, chị ghi phiếu của Thì Trang rồi nhá. Vi Vân đã có phiếu nhá. Vi Vân. Vi Vân hả, ấy chưa chia sẻ mà các chị. Rồi ok, những bạn nào mà chưa chia sẻ bài mình sẽ cắt quà nha. Không chia sẻ và không làm được các bước sẽ cắt quà nha. Hà ơi, mọi người đang bảo em chưa chia sẻ này. Nếu mà tí nữa chị kiểm tra mà em chưa chia sẻ là sẽ không được tặng quà đâu nhá. Phải làm đủ các bước nhá. Minh Trần, anh có phiếu. Anh chia sẻ để có phiếu nhá. Lương Hà, chị ơi em biết rồi nhé. Rồi, tí nữa chị sẽ dẹp inbox của Lương Hà nhá. Đã okay. Chia sẻ chị Thảo Huyền, chị Thảo Huyền. Thảo Huyền có quà nhá. À có phiếu nha. Thư Nguyên có phiếu này. Nếu mà chưa chia sẻ thì không được nhận quà đâu em ạ. Nếu mà chưa chia sẻ thì không được nhận quà nhá. Có mặt ở đấy mà tí nữa chị kiểm tra mà không chia sẻ thì cũng không được nhận quà đâu em ạ. Thư Nguyễn có phiếu nhá. Thư Nguyễn có phiếu. Lương Dương có phiếu rồi nhá. Thư Nguyễn có phiếu này. Phiếu được cấp rất là nhỏ, sẽ không ai nhìn thấy tên của ai nhá, sẽ không được chơi bẩn đâu nhá. Đây ạ. Hưng Châu có phiếu này, Hưng Châu có phiếu này, chị giới thiệu quà cho mọi người đi. Đây là quà mọi người nhá, quà đây là bộ lanh mọi người nhá. Đây là lanh, rất nhiều lanh dành cho mọi người này. Rơi thân lên. Đó, rất nhiều lanh này. Chỉ cần chia sẻ bài và comment đúng là bốc thăm đến ngay là sẽ được quà mọi người nhá. Ok, ok chị Thư, ok Thư Nguyễn em chia sẻ rồi để ở lại để tí nữa chị bốc thăm nhá. Vừa mới chia sẻ được 4 phút, Bảo Anh rồi, Bảo Anh có phiếu chưa nhở? Lương Hà, em phiếu nữa. Rồi ok Lương Hà nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tụt xuống còn 250 người, nếu mà đủ 250 lượt coi mình sẽ bốc thăm nha mọi người nha. Rồi, Tèo Que có phiếu ngay từ đầu rồi, chị Trang có phiếu rồi nhá. Mọi người ơi, nhanh tay chia sẻ lên 250 người xem để bốc phiếu nào. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ, bây giờ đang là 170 người rồi ạ. Lên 250 lượt coi mình sẽ bốc thăm mọi người nha. À chị Thảo Nguyên ơi, tại vì vừa nãy em chưa vào mess kiểm tra được để chưa kiểm tra được là bạn ấy đã chia sẻ hay chưa ấy. Tí nữa em qua mess kiểm tra, nếu mà bạn ấy chưa sẻ thì em không nhận tặng quà đâu ạ. 14 nhóm thôi, ok. Ok chị ạ, Si Kim Jun chia sẻ nhiệt tình luôn. Si Kim mọi Jun. Mọi người cố lên đi ạ, cố lên mọi người ơi. Sắp được 250 người coi rồi ạ. Lên 250 người coi nhóm. mình sẽ bốc thăm nha. Rồi, Thùy Trang có phiếu rồi nhá, Thùy Trang có phiếu rồi. Rồi. Mình cứ lên lại tụt. Mọi người cố lên mọi đi. Mọi người chia sẻ lên 250 người lên đi để bốc phiếu ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ lên 250.000 để bốc phiếu nào. Rồi, Thùy Trang có phiếu rồi, cho chị phiếu nữa. Chị ơi, mọi người chỉ được một phiếu thôi ạ. Mỗi người chỉ được một phiếu thôi, rất là đơn giản này. Mọi người chỉ cần chia sẻ là có phiếu là có quà này. Thùy Trang. Rồi, chị Nguyễn Trần có phiếu này. Rồi, bây giờ lên 200 người sẽ bốc phiếu nhá mọi người nhá. Lên 200 người sẽ bốc phiếu. Lên 200 được coi mình bốc phiếu này. Mọi người nhanh lên chia sẻ bài đi ạ. Nhanh lên chia sẻ đi ạ. Lên 200 được coi mình sẽ bốc thăm nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Rồi, đã chia sẻ có phiếu nhá chị Nguyễn Thảo nhá. Đã chia sẻ có phiếu. Hồng Tuyết có phiếu này. Nguyễn Thảo có phiếu này. Bốc đi chị ơi, lại tụt người rồi, lên 200 người thì em sẽ bốc thăm nhá mọi người nhá. Lên 200 người em sẽ bốc thăm nhá. Lên 200 người xem mình sẽ bốc thăm này. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Nhanh tay chia sẻ lên 200 lượt coi này mình bốc thăm nào. Quà đây mọi người ơi, quà rất nhiều quà cho mọi người này, quả quá nhiều quà luôn nhá. Sắp lên 200 lượt coi được kìa. Sắp lên 200 rồi. Em rồi. Lên 200 người xem chị sẽ bốc phiếu luôn. Lên 200 người xem em sẽ bốc phiếu luôn nhá. Phiếu kín đây, không ai nhìn thấy cái tên của ai đâu ạ nhá. Phiếu em đã gặp rất là kỹ và rất là kín, sẽ không nhìn thấy tên của ai đâu, sẽ không được chơi bẩn đâu nhá.
Người ta đi ngủ hết rồi, bây giờ vẫn sớm mà chị lại tụt 151 người xem rồi, bốc đi chị Hạnh à. Lên 200 người xem em sẽ bốc đi nha, em sẽ bốc nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Chia sẻ bài nhanh để được 200 lượt coi nào. Bây giờ đang 174 rồi, sao được 200 người này? Em đi thay đổi. Mọi người ơi, cố lên mọi người ơi, 180 người coi rồi này. Chỉ cần lên 20 người nữa là có là bốc quà nha. Hưng Châu một phiếu này, Hưng Châu một phiếu này. Cho bạn Hưng Châu một phiếu nhá. Hưng Châu này. Mọi người ơi, cố lên mọi người ơi. Lên 200 lượt coi mình sẽ bốc thăm nha. 180 người được coi rồi này. Quà mọi người nha, quà sẽ là bộ lanh thái mọi người nhá. 190 người được coi rồi này. Lên 200k được coi mình sẽ bốc thăm mọi người nhá. 150 rồi chị ơi. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Chỉ cần chia sẻ 3 lần là có phiếu nha mọi người nha. Chế nào mà vừa mới vào mọi người nhanh tay chia sẻ bài đi ạ. Ok, Nguyễn Giang một phiếu này. Nguyễn Giang này. Son Nhiên một phiếu này. Đó, chỉ cần chia sẻ bài là có phiếu nha mọi người nha. Chỉ cần chia sẻ bài là có phiếu này, một lát nữa mình sẽ bốc thăm nha mọi người nha. Đó, ai chia sẻ bài thì hãy comment phía dưới đã chia sẻ để mình viết phiếu nha. Thắm Nguyễn một phiếu này. Dương Thị Thùy Trang có phiếu rồi nha. Dương Thị Thùy Trang mình đã cho một phiếu rồi nha. Bây giờ đang là 192 lượt coi rồi ạ. Chỉ cần lên một chút thôi là lên 200 rồi. Cố gắng lên 200 nào mọi người ơi. Lên 200 để mình bốc thăm nào mọi người ơi. Hoài Dũng một phiếu này. Buồn Vu Vơ một phiếu này. Rồi ok, một lần nữa mình sẽ bốc nha. Hồng Tuyết này. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp mình đi ạ. Dương Lương một phiếu này. Có bao nhiêu nhóm em share hết rồi. Cảm ơn bạn Hoài Dũng nha. Ngô Thị Quỳnh Chi cho chị một phiếu này. Ngô Thị Quỳnh một phiếu này. Bây giờ em bốc thăm mọi người nha. Lan Hà một phiếu này. Rồi bây giờ mình bốc thăm mọi người nha. Bây giờ mình bốc thăm này. Ok, bây giờ mình bốc thăm mọi người nha. Huy Châu có đây không ạ? Bạn Huy Châu có đây không ạ? Người trúng thưởng là bạn Huy Châu nha. Ok, cảm ơn bạn Tèo Quê nha. Bạn Huy Châu có đây không ạ? Mình đến 3 lần mà bạn Huy Châu có đây mình sẽ bốc thăm sang người khác nha. Lan Thảo Huyền một phiếu nha, bạn Lan Thảo Huyền một phiếu này. Huy Châu có đây không ạ? Huy Châu lần thứ nhất này. Lan Thảo Nguyễn một phiếu này. Lan Thảo Huyền một phiếu này. Mỹ Lệ Trần một phiếu này. Bạn Hưng Châu có đây không ạ? Mình sẽ bốc thăm người khác nha, bạn Hưng Châu cũng có đây này, mình sẽ bốc thăm một bạn khác này. Rồi, mình bốc thăm một bạn khác này. Hồng Tuyết có đây không ạ? Bạn Hồng Tuyết trúng thưởng nha. À đây, Hưng Châu có đây rồi, bây giờ mình sẽ cho phần quà này cho bạn Hưng Châu nha. Bạn Hưng Châu có quà nha. Ghi bạn Hưng Châu này. Bây giờ em sẽ bắt đầu bán quần áo mọi người nhá. Đầu tiên sẽ là một mã 01 rất là xinh, cộc tay này, rất là xinh này, áo len cộc tay mã 01 này quá là xinh luôn này mọi người ơi. Ngồi đấy nhở? Cao lên chút. Thắng chưa? Không, để thế người ta sẽ mọi người sẽ nhìn được cái áo. Chị chưa có. Rồi bây giờ em sẽ chơi cái đoán cây lơ khơ này, vừa chơi vừa là bán hàng nhé các chị nhá. Bây giờ em sẽ đây ạ. Có một cây lơ khơ, bây giờ chơi đoán cây lơ khơ nhá, mọi người cứ đoán đi ạ. Vừa chơi vừa tặng quà nhá mọi người nhá, vừa bán hàng vừa tặng quà. Mình sẽ vừa bán hàng vừa tặng quà mọi người nhá. Mọi người cứ đoán đi nhá, lơ khơ, cây lơ khơ em sẽ để đây này, mọi người cứ đoán đi ạ. Bây giờ em sẽ bán áo nhá mọi người nhá, bây giờ em sẽ bán áo. Mọi người cứ đoán đi nhá, đây ạ. Mọi người cứ đoán đi. 5 phút em lại
Nếu mà có ai đoán đúng thì em sẽ ghi bình luận của người đó, thì người đó sẽ được nhận quà nhá. Còn hiện tại là em đang mặc màu à 01 này các chị này. Hiện tại sao tối thế? Xe có bị tối không chung? Xe có bị tối không? Anh xe quay ra đây. 6 bit chưa đúng, 6 bit chưa đúng. Còn hiện tại em đang mặc mã 01 nha mọi người nhá. Hiện tại em đang mặc mã 01 này. Cởi hơi nãy hổ cả. Ôi sao chị không sạc pin à? Chị để không sạc pin à? Mọi người ơi, hiện tại em đang mặc mã 01 này. Mọi người ơi, hiện tại em đang mặc mã 01 nhá. Đây là chiếc áo len rất là đẹp này. Áo len pha màu rất là đẹp nhá. 7 bit chưa đúng ạ. Sáng chị ơi, ok chị Lương Hà nhá. Ok chị Lương Hà, hiện tại em đang mặc mã 01 này, chị nào lấy mã 01 thì comment là 01 nhá. 01 này có giá bao nhiêu tiền để chị ạ? 69k. 01 có giá là 69.000 nha các chị nhá. 01 là có 69.000 nhá. Chia sẻ là 59. Sorry mọi người nhá. Mã 01 hiện tại em đang mặc có giá là 59.000 các chị nhá. 59.000 dành cho khách chia sẻ nha. Chị nào chia sẻ được giá 59.000 nha. Còn không chia sẻ sẽ là 69 nha mọi người nha. Hiện tại em đang mặc má 01 này các chị này. Má 01 có giá là 59.000 một áo thôi. Các chị có nhìn thấy có đẹp không ạ? 59.000 một áo có rất là nhiều màu này. Hiện tại là em đang mặc màu sáng có 2 màu nhá. Má 01, chị nào lấy má 01 thì comment là 01 đi ạ. Mọi người vẫn nhiệt tình chơi game. Hiện tại em đang mặc má 01 nhá mọi người nhá. Má 01 có giá là 59.000 một áo thôi. 59.000 một áo dành cho các chị nào chia sẻ nhá. 59.000 dành cho các chị nào chia sẻ nhá. Đây ạ, có 2 màu này. Cho chị bộ kem nhé. Chị Nguyễn Giang ơi, chị cứ nhắn tin qua Messenger cho em nhá, chị Nguyễn Giang nhá. Đây là màu đỏ, màu nâu ạ, màu đỏ, màu nâu. Đây là màu nâu á? Đây là màu nâu, đây màu đỏ. Hiện tại là em đang mặc má 01 màu nâu các chị nhá. Hiện tại là em đang mặc má 01 màu nâu này. 01 màu nâu có giá 59.000 dành cho các chị nào chia sẻ nhá. Dành cho chị nào chia sẻ nhá. Chị nào chia sẻ thì sẽ có giá là 59.000 này. 5 rô chưa đúng đâu ạ, 10 cơ chưa đúng. Đây là má 01 nha các chị nhá. Các chị nhìn thấy không ạ? Áo len. Áo len pha màu rất là đẹp này mọi người này. Mọi người nhìn thấy không? Không biết có bị sáng chung với xem có bị tối màu nữa không? Zizo chưa đúng đâu ạ. Zizo chưa đúng, Bazo chưa đúng nhá. Zizo chưa đúng, Bazo chưa đúng đâu ạ. Chưa đúng nhá mọi người nhá, Bazo chưa đúng. Bazo chưa đúng. Các chị ơi, còn đây là hiện tại là mã 01 nhá. Chị nào lấy 01 thì comment là 01 đi ạ. Chưa đúng ạ. Hạnh Ngàn 9 bit chưa đúng đâu ạ. Chị Thủy ơi, mọi người vẫn chơi mọi người vẫn chơi game nhiệt tình lắm chị Thủy ạ. 6 bit chưa đúng, 10 cơ chưa đúng. Còn hiện tại là mã 01 này, có chị nào thích 01 không thì em qua mẫu 02 nha các chị nhá. Mã 01 có giá là 59.000 một áo rất là đẹp này. Cái này buổi mùa đông mọi người kết hợp với áo dạ bên ngoài cũng rất là đẹp này. Chưa đúng ạ, chưa đúng nhá mọi người nhá. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu 02 luôn cho mọi người nhá. Đây là mẫu 02 mọi người nhá. Mẫu 02 là một chiếc áo dài tay, áo len dài tay mọi người nhá. Áo len bao nhiêu tiền? 69. Áo len dài tay sẽ là 69k mọi người nhá. Cộc tay sẽ là 59k, còn dài tay sẽ là mọi người chia 69k mọi người nhá. Mọi đúng. Người nhanh tay sẻ bài giúp mình đi ạ. Chưa đúng ạ. Áo len cộc tay hàng Quảng Châu mọi người nhá. 65 cân đổ về mặc vừa mọi người nhá. Chế nào mà lấy áo len này mọi người comment là 02 kèm theo số điện thoại giúp em đi ạ. 02 kèm theo số điện thoại. Chưa em đúng. Bao chất bao rẻ luôn mọi người nhá. Cái giá này quá là rẻ luôn mọi người ạ. Hàng len Quảng Châu này rất là đẹp luôn. Hàng co giãn mọi người nhá. 65 cân đổ về mặc vừa này. Đó, các chế nào chơi game thì cứ việc chơi game. Còn chế nào mà mua hàng bài. Bây giờ bốc cái khác nhá. Bốc cái khác đi. 7 rô chứ đúng ạ. 4 cơ chứ đúng nha. Di cơ chứ đúng ạ. Di cơ gần đúng rồi mọi người nhá. Đây là áo 02 mọi người nhá. Mọi người ai lấy áo này mọi người comment là 02 kèm theo số điện thoại giúp em đi ạ. 8